Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán tăng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tiền số chia nè, biết số bị chia là 1715, thương là 12 và số dư là số dư lớn nhất. Thì ở đây các bạn cần nhớ giúp mình hai công thức nha, liên quan về phép chia có dư, phép chia có dư. Để giải quyết bài này, thứ nhất đó là số dư lớn nhất sẽ bằng nè số chia trừ đi 1, được chưa? Số dư lớn nhất sẽ bằng số chia trừ đi 1, ok chưa? Thứ hai đó là các bạn phải nhớ công thức, muốn tìm số chia ta lấy nè, ta lấy số bị chia trừ đi số dư trừ đi số dư rồi chia cho thương, được chưa? Rồi chia cho thương. Hoặc các bạn nhớ tiếp một công thức hỗ trợ cho công thức trên các bạn, đó là số chia nhân thương sẽ bằng số bị chia trừ số dư, được chưa? Hai công thức này chủ yếu hỗ trợ cho nhau mà thôi, được chưa? Các bạn nào giỏi thì dùng công thức trên, các bạn nào mà không có kỹ năng tính toán thì các bạn dùng công thức ở dưới, được chưa? Rồi khi các bạn nhìn vào đề số chia các bạn có chưa ạ? Chưa thì mình khuyên các bạn nên gọi ít là số chia cần tìm. Vậy mình sẽ có số dư lớn nhất là ít trừ 1. Vậy là số dư lớn nhất là ít trừ 1 là số chia trừ đi 1. Ok chưa? Rồi thì tới đây mình sẽ có số chia là các bạn sẽ dùng công thức này nha bạn. Số chia là chữ gì ạ? Chữ ít nè, nhân thương là bao nhiêu ạ? 10 12 nhân 12 bằng nè số bị chia bao nhiêu ạ? 1715 trừ cho số dư đây, trừ cho số dư thì các bạn trừ ít cộng 1 giúp mình. Thôi ở đây mình phải dùng một công thức khác thôi, tại vì nếu mà các bạn lớp nhỏ thì các bạn không biết chỗ này nó lý do tại sao lại ra như vậy. Các bạn dùng công thức nhỏ hơn chút xíu nha các bạn. Rồi, dùng công thức nè. Rồi, vậy mình sẽ dùng công thức là số bị chia sẽ bằng là số bằng thương nè, thương nhân với số chia cộng với số dư đi. Các bạn dùng công thức này giúp lợi đi. Công thức trên các bạn sợ các bạn giải không nổi. Được chưa? Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia cộng với số dư nha các bạn. Rồi, chỗ này các bạn bỏ đi và bắt đầu nè. Số bị chia là bao nhiêu ạ? Số bị chia là 1715 bằng thương là 12 nhân cho số chia là chữ ít. Rồi, cộng cho số dư là ít trừ 1. Được chưa? X trừ 1. Rồi, những thằng nào có x nè, các bạn mang ra phía trước đi. 12 nhân x nè cộng x trừ 1 nè bằng 1715. Rồi, thì đây 12x cộng thêm x ra 13x. 13 nhân x các bạn trừ 1 bằng 1715. Đây là phép trừ nè, đây là số bị trừ nè, đây là số trừ nè, và đây là hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ 13 nhân x, ta lấy hiệu nè,
cộng với số số trừ. Vậy 13 nhân x bằng 1716. Ok chưa? Rồi, đây là phép gì ạ? Phép nhân nè, đây là thừa số, đây là thừa số và đây là tích. Vậy muốn tìm thừa số nè, ta lấy tích nè chia cho thừa số đã biết. Rồi, các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Rồi, vậy mình tổng hợp lại một lần nữa thì để giải quyết được bài này, các bạn nhớ giúp mình số dư chính là số chia trừ đi 1. Kiến thức thứ hai, các bạn nhớ giúp mình số bị chia bằng thương nhân với số chia cộng với số số dư. Được chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.